Xin chào anh em, và video này sẽ hướng dẫn cho anh em một cách xử lý khi mà cái bộ van cho anh em. Đây là bộ van xi lanh, bộ xi lanh rẽ hướng của máy cắt DC70 Kubota mà khi mà nó bị da nhớt, khi mà nó da nhớt ở cái đầu xi lanh này, chúng ta xử lý như thế nào, tháo lắp đo kiểm nó ra làm sao, các cái thông số kích thước kỹ thuật chính xác của nó ra làm sao, thì anh em hãy xem rất kỹ video này. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thay các cái rong, thay các cái bạc của nó làm sao để chúng ta thay một lần được ngay hết cái lỗi bị xì nhớt trên cái xi lanh lái của máy gặt DC70 Kubota. Và thưa anh em hãy cố gắng sơ cua cho mình cái bộ cầu chì này. Đây là bộ cầu chì của máy gặt DC70 thưa anh em. Đây ạ, đây là bộ cầu chì của máy gặt DC70. Toàn bộ từ cầu chì tổng ở cái vị trí đầu bình ắc quy, đầu bình ắc quy này là hai cái cầu chì tổng, một cái 100A thưa anh em, một cái 100A đây ạ, một cái 65A đây, một cái 65A, cái 65A đây. Đây là hai cái cầu chì ở chỗ bình ắc quy nhé, bình điện. Hai cái cầu chì tổng ở phía điều khiển ổ khóa và đề 40A đây ạ. Và rất nhiều các cái cầu chì nhỏ 5A, 10A, 15A và 25A đầy đủ, và có dư những cầu chì nhỏ này cho anh em sơ cua để chúng ta xử lý vấn đề về điện, tránh trường hợp là chúng ta quấn cái dây đồng khi mà cầu chì nó bị đứt làm nó om cả hệ thống điện, hỏng cả thiết bị và cháy cả dây thì nó rất là phức tạp. Chỉ có 220.000 thôi thưa anh em, 220.000 đã bao gồm phí vận chuyển đến tận nhà, anh em nhận hàng kiểm tra kỹ rồi mới phải thanh toán cho cái người vận chuyển, rất là đơn giản. Anh em có thể truy cập website kỹ thuật máy.vn hoặc phụ tùng kubota.vn hoặc Zalo nhắn tin cho Mạnh địa chỉ số điện thoại người và tên người nhận là Mạnh sẽ gửi cho anh em đến tận nhà kiểm tra kỹ mới phải thanh toán 220.000, rất là rẻ thôi anh em. Đầy đủ 18 chi tiết toàn bộ cầu chì trên máy gặt DC70 có bao nhiêu thì đầy đủ bấy nhiêu. Hy vọng rằng những anh em nào có máy gặt DC70 sẽ sơ cua được cái bộ cầu chì này để hoàn toàn chủ động cho việc xử lý hệ thống điện, để máy gặt của chúng ta khi mà gặp sự cố chúng ta xử lý cái là ăn ngay. Thưa anh em, đây hộp cầu chì đầy đủ, rất là đẹp, rất là đẹp, từng ngăn từng khai một thưa anh em, từng ngăn từng khai một đó. Và xin mời anh em chúng ta đi vào chi tiết video này. Đây thưa anh em, đây là bộ van và ta sẽ tháo cái bu lông. Đây là hai cái bu lông để rẽ hướng nhé thưa anh em. Và chúng ta tháo ba cái con bu lông M8 này thưa anh em. Tháo ba cái bu lông M8 mà đầu 12 này ra. Anh em hết tháo phải hết sức cẩn thận nhé. Tháo từ từ và phải kẹp nó lại, nẹp nó lại. Không là nó, nếu chúng ta tháo mà chúng ta nhanh quá mà nó bay bưng một cái là chúng ta không thể tìm thấy được một số thứ đâu nha. Và thưa anh em, tháo hết sức cẩn thận, bạn từ từ. Và nếu như chúng ta tháo nhanh như thế này, tháo mà vội như thế này thì nó sẽ bưng này thưa anh em. Đó, anh em thấy chưa? May là đây là chuẩn bị trước và cho anh em thấy nhá. Và đây thưa anh em, đây là chuẩn bị chúng ta tháo ra, có miếng đầu tiên và mỗi bên nó hai cái lò xo nén thưa anh em. Hai cái lò xo nén thưa anh em. Đây ạ. Đó. Đó, đây là cái đầu bạc đệm, cái bạc đệm đầu, cái bạc dẫn hướng đầu luôn. Và đây là lò xo, bộ lò xo của nó lồng vào trong với nhau như thế này. Anh em nhớ nhá, cái này nó cũng rất là đơn giản thôi. Rất đơn giản thôi nên là Mạnh sẽ làm nhanh cho anh em xem. Và thưa anh em, chúng ta quan trọng nhất đó là cái ti đây. Thưa anh em đây ạ, cái ti đây, chúng ta rút cái ti ra. Đó, chúng ta xem cái ti này nó thế nào. Đấy, kết cấu nó như thế đấy. Đó, cái đường kính to nhất của cái ti, đây là cái gọi là piston. Cái piston này thì cái đường kính lớn của nó sẽ, đó là cái piston và xi lanh. Và thưa anh em đây, Mạnh sẽ quay kỹ cho anh em xem, rất kỹ cho anh em xem thấy. Đây ạ, phía trên của nó thì không quan trọng đâu nha,
cái phía trên của nó chỉ là đựng lò xo thôi, nhưng mà phía dưới đáy đó, phía dưới đáy đó đó mới là cái xi lanh, và đó mới cần chính xác, và đó nó có gioăng. Thưa anh em, đây là gioăng phớt của nó đây. Thưa anh em, đây là một cái gioăng gọi là gioăng vuông, gioăng tròn nhưng mà nó là cái thế vuông thưa anh em. Đó, cái gioăng này nó là gioăng làm kín piston và xi lanh. Đó thưa anh em, vào đây, đây là cái piston của nó, cái bên này, cái bên phải nó hơi xước một chút, và cái bên trái thì nó đang còn rất là tốt thưa anh em. Và đây, đây thưa anh em, đó anh em nhớ cho mạnh rằng nhé, cái phía dưới cái đường kính bên trong sâu của nó mới là điều quan trọng thưa anh em. Và chúng ta sẽ cậy cái gioăng này ra, chúng ta cậy cái gioăng này ra và hết sức cẩn thận là dùng một cái đầu tu vít móng để cậy, nếu như mà khó ra quá thì chúng ta có thể cậy cho nó đứt ra, chúng ta lôi ra, bởi vì đường nào nó cũng hỏng rồi, khi mà nó ra nhớt thì nó đã hỏng rồi thưa anh em. Đây một cái đây, vì nó rất là lâu nên là nó đã rất là cứng, và chúng ta có thể làm đứt nó đi không vấn đề gì, bởi vì đường nào chúng ta cũng vứt đi đúng không ạ. Nhưng mà thưa anh em, đầu tiên khi mà muốn sửa cái này thì chúng ta hãy đặt hàng trước, cầm cái thiết bị trước, và đến cuối video mình sẽ nói cho anh em cần mua những cái gì trước để xử lý nó. Và đây ạ, đây là toàn bộ bên trong của xi lanh, bên trong của xi lanh toàn bộ hệ thống của nó, gioăng này, piston này, dẫn hướng và nẹp, cũng như là lò xo thưa anh em. Đó, để cho anh em có cái nhìn nó tổng thể hơn, nó toàn diện hơn, cụ thể hơn, để chúng ta tháo lắp thì chúng ta biết là tháo ra rồi thì lắp như thế nào thưa anh em. Và mạnh sẽ thử cái đầu dẫn hướng ngoài cùng cho anh em. Thưa anh em, đây nó rất là lắc, nó rất là lắc, anh em thấy không ạ, nó rất là lắc. Khi mà chúng ta tháo ra, chúng ta thử đầu tiên là cái bạc dẫn hướng này, trong này nó có cái bạc thưa anh em, cho anh em có thể đóng ra và thay cái bạc mới. Anh em nhớ nhé, đóng ra và thay cái bạc mới khi mà nó mòn, bởi vì cái đầu dẫn hướng ngoài mà nó lắc thì suy ra khi mà nó đạp rất mạnh vào trong cái vào cái càng cua thì nó sẽ bị sẹo, bị xéo, cho dù bên trong nó có chuẩn cỡ nào thì nó cũng sẽ bị lung lay, có nghĩa là nó bị dơ và nó sẽ ra nhớt nhé thưa anh em. Và mình sẽ đo cho anh em biết cái đầu trục này nó kích thước bao nhiêu, chúng ta reset cái thước về không nhé. Cái thước này rất là chính xác thưa anh em, đó thước điện tử rất là chính xác của Mitsu Toyo luôn. Và thưa anh em, đây ạ, đây là cái kích thước của cái đầu trục dẫn hướng, và 14,9293 gì đó, kích thước như thế là rất là ok. 14,9293 nó cũng chưa đến mức quá mòn mà nó đang còn gần như còn zin. Thưa anh em nhớ là 14,93 nhé, nhưng mà cái bạc này thưa anh em, mình sẽ đo cái bạc này cho anh em xem, nó tới 15,47. Thưa anh em, chính xác của nó khoảng 15.1 thôi, 15.1 thôi, để 15.1 nhá, hoặc là đến 15.2 là cùng, đây 15.47 gần 15.5 rồi, nó dương nhau. Thưa anh em, nó dương nhau 0,5 thì nó rất là lắc, 0,5mm thì nó rất là nhiều cho một cái hệ thống chính xác, bởi vì khi chúng ta đạp xuống và nó sẽ bị lắc. Và thưa anh em, trước sau khi chúng ta tháo cái gioăng ra thì chúng ta phải thử trơn thế này, chúng ta tháo gioăng rồi chúng ta mới lắp cái piston vào cái xi lanh này, chúng ta thử này, chúng ta lay lay ngang, lay lay dọc đấy, lay ngang, lay lên, lay xuống xem là nó có lắc hay không, để làm sao để chúng ta biết được cái piston của cái xi lanh nó còn chắc, còn xít trượt, còn chính xác hay là không thưa anh em. Đây, và thử hai bên nhé thưa anh em, nếu anh em nào cẩn thận đấy thì chúng ta thử đưa vào sâu này, chúng ta lại xong cho chúng ta rút ra cỡ 15 ly, cỡ 15 đến 16-17mm chúng ta lay lay tiếp, hoặc 20mm chúng ta lay xem là, thưa anh em, mục đích để xem nó có còn chắc hay không. Nếu dòng mà nó đang còn thì chúng ta không thể biết được đâu, chúng ta phải tháo dòng ra thì chúng ta mới biết được nó còn xịn hay không, cái kích thước nó còn chuẩn hay không. Thưa anh em, chúng ta đo này, kích thước của cái đầu của cái piston này, thưa anh em, đầu piston, nhớ cái đầu piston nó sẽ hơi có viên, nên là chúng ta cái đầu cạnh ấy, đầu cạnh ấy, nên là chúng ta sẽ phải kẹp ở phía dưới một chút, đó là 24.92 thưa anh em, kích thước là 24.92 là kích thước chuẩn của cái bên mà nó đang còn chưa hề xước một chút nào. Đó, đo sâu xuống đi, đo sâu xuống chút mà vít căng thước là nó sẽ
0.91 nha thưa anh em. Nhưng mà kích thước chuẩn của nó đây ạ, anh em nhìn này, bề mặt nó đang rất là tốt. Và đặc biệt chúng ta tháo dòng ra rồi, chúng ta thử thép với thép, hai cái vật liệu cứng với nhau, chúng ta biết được nó có lắc hay không. Nó không lắc được, và nhớ nhé, ở phía trên đỉnh của nó hơi bị có viền, nên là chúng ta phải lấy giấy ra, chúng ta hơi xoa xoa ở trên thôi nhá, ở trên cái cạnh thôi thưa anh em, ở trên cạnh trên thôi. Còn ở bề mặt này đặc biệt là không được tra chảy xước đó, không được tra chảy xước để nguyên những cái độ bóng như vậy, và ghi tay và xem nó có bị gờ hay không. Nếu có bị gờ thì tốt nhất là chúng ta vứt đi và chúng ta đặt cái piston khác thưa anh em. Và đây chúng ta cần phải thay cái gioăng đó, và mày sẽ đưa cái piston và đưa thêm cái dẫn hướng bên ngoài vào cho anh em xem. Đây ạ, cái dẫn hướng bên ngoài vào. Sau khi chúng ta thay bạc rồi thưa anh em, sau khi chúng ta thay bạc ở cái dẫn hướng bên ngoài rồi, chúng ta đưa vào xem nó có còn lắc hay không, và lắp cả vào thế này luôn, và đưa ra đưa vào xem nó có bị, nó có siết trượt, nó có bị bó, bị kẹt, nó có quá lỏng hay không, để có còn phương án xử lý để làm sao chúng ta tháo ra, chúng ta thay, chúng ta làm một lần là đạt. Và đặc biệt là cái đó không được lắc, bởi vì anh em thấy cái piston nó rất là ngắn, cái đoạn xi lanh nó rất là ngắn, và nó cần phải có cái bạc dẫn hướng ở đầu. Nếu cái bạc dẫn hướng ở đầu mà anh em chủ quan không để ý đến nó, thì đấy cái bạc đấy ạ, đó mình đang cầm ở bên tay trái của anh em, nhờ anh em xem nó, cái bạc đó mà nó kém mà chúng ta không thay thì cái gioăng sau khi thay nó cũng chẳng được là bao nhiêu lâu, bởi vì nó sẽ lắc thôi anh em. Đó, và đây mình sẽ xếp lại cho anh em xem. Đó, đó, bốn cái đó là chúng ta cần phải xử lý, hai cái gioăng và hai cái bạc thôi anh em, là cái mà chúng ta cần phải xử lý. Còn ngoài ra chúng ta cần phải đo kiểm kỹ, nhưng mà ít khi nó bị những cái piston đâu, ít khi nó bị cái piston mà nó chỉ cái gioăng và cái bạc thôi. Đó, đó thưa anh em, cái bạc này là chúng ta phải đo kiểm kỹ và chúng ta phải thay, và cái gioăng này chúng ta phải thay. Đó, mình quay tổng thể cho anh em xem. Đây ạ, anh em nhớ nhìn thật kỹ bên trong của nó để có thể biết được nó có bị xước, bị mòn hay là không nhá thưa anh em. Đó, nhìn rất là kỹ cho anh, để chúng ta làm một lần nó sẽ chốt được cái vấn đề, và nó sẽ được lâu bền, quan trọng được lâu bền thưa anh em. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em đặt hàng cái này trước, và nhớ là phải đặt trước. Và thưa anh em, đây chúng ta hãy dùng điện thoại vào website phụ tùng Kubota.vn, vào máy gặt, và vào máy gặt DC70. Đầu tiên thưa anh em, nó ngay ở đầu tiên mình xin giới thiệu với anh em một chút, là đầu tiên nó là cái hộp cầu chì và những cái thiết bị thường xuyên sử dụng. Đây là hộp cầu chì có giá 220.000, anh em có thể vào đây nhấn vào chọn mua, và sau đó vào rõ hàng để nhập thông tin và đặt hàng là sẽ được gửi đến tận nhà. Thưa anh em, gửi đến tận nhà kiểm tra cụ thể thì mới phải thanh toán. Đây ạ, đây là cái hộp cầu chì của chúng ta có thể vào đây xem chi tiết nó rõ hơn. Và thưa anh em, chúng ta tuốt ngược lên, tuốt điện thoại lên đến phần hệ thống thủy lực thưa anh em. Đến phần hệ thống thủy lực, anh em nhớ nhé, vào phần hệ thống thủy lực, cái hệ bộ phụ tùng này nó nằm trong hệ thống thủy lực đây ạ. Đây, chúng ta vào hệ thống thủy lực nào, tuốt lên, anh em thấy không? Có rất nhiều cái sơ đồ tháo lắp, anh em có tháo dây tiêu ra, có làm gì mà quên mất thì chúng ta cứ vào đây, chúng ta xem cái sơ đồ của nó có thể zoom được tối đa, nhìn rất là rõ nét. Và đây thưa anh em, đây ạ, zoom rất đơn giản, bằng hai ngón tay zoom lên là xong thôi thưa anh em. Đây là cái sơ đồ lắp ghép của nó, và nhớ là cái 030, anh em thấy cái số 030 đó là cái gioăng xi lanh piston đấy, và 040 nó là cái bạc nhá thưa anh em. Nhớ là cái bạc dẫn hướng cũng rất là quan trọng, để khi nó đặt một cái lực rất lớn thì nó không bị lệch nha. Và cái số 110 đó là dành cho máy DC70 Blues thưa anh em. Số 110 là dành cho máy DC70 Blues, và số 100 thì nó có hai loại, một loại dùng cho máy DC70 cũ, một cái dùng cho máy DC70 Blues thưa anh em nhớ cho mình là như vậy. Đó thưa anh em, ở trên web này chưa bao gồm phí vận chuyển, thì cái giá của cái phớt nó chỉ có 68.000 một cái thôi, giá của bạc thì chỉ có 46.000 một cái, nhớ là chưa bao gồm phí vận chuyển.
tất cả những cái phụ tùng trên đây trừ cái hộp cầu chì lúc nãy mà anh nói cho anh em thì nó đã bao gồm phí vận chuyển, còn tất cả những cái khác là không bao gồm phí vận chuyển nhé thưa anh em. Và nhớ cho mày, trước khi tháo ra thì hãy cầm chắc trên tay, nhận được trên tay cái phớt rồi cái bạc rồi thì chúng ta mới tiến hành, thưa anh em, chúng mới tiến hành tháo lắp cho nó trơn tru và xử lý được ngay, tránh tình trạng tháo ra rồi chờ lâu quá thì nó sẽ rất là bất tiện. Xin cảm ơn tất cả anh em và chúc anh em có thể xử lý được lỗi này một cách thật sự hiệu quả và bền lâu. Xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe.